Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 19 tháng 6 tại khu vực cửa biển Cửa Cái thuộc Vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu chuyển tải với tàu du lịch Hồng Vân 89 và qua đó khiến một nữ du khách bị thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu ghi nhận, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, tàu du lịch Hồng Vân 89 đang chở 49 người do anh Nguyễn Quang Tùng, 38 tuổi, trú tại thị trấn Cát Bà, quyền Cát Hải điều khiển, bất ngờ va chạm với tàu chuyển tải hành khách do anh Nguyễn Văn Liên, 42 tuổi, trú tại thị trấn Cát Bà, quyền Cát Hải điều khiển. Cú va chạm khiến tàu chuyển tải lật ngược và chìm tại chỗ. Lúc này, trên tàu chuyển tải có 12 khách du lịch. Nhận được tin báo, lực lượng đồn biên phòng Cát bà đã có mặt để cứu hộ cứu nạn. Lực lượng chức năng đã đưa 11 du khách trên tàu chuyển tải vào bờ an toàn. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của một nữ du khách. Hiện thi thể nữ du khách này đã được đưa vào trung tâm y tế quận Cát Hải, thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc trên.